Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 1 Scan 10 2020 độ lung linh với những món đồ chơi độc đáo. Có nói cái con Sonic 1 Scan 10 hôm nay được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Kiểu dáng đẹp, góc cạnh, đầy thể thao. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái sức mạnh động cơ đáp ứng được cái mong muốn của những bạn trẻ đam mê tốc độ. Chỉ đâm chân sẽ đủ sức cho những dân chơi xô hết những món đồ chơi mà mình đã tích tử từ bao lâu nay. Chiếc xe này đã trang bị ổ khóa thông minh giúp an toàn hơn trong thời đại các công nghệ, sẽ tạo cho người dùng cái sự tiện lợi hạn chế tình trạng là bị đá xe. Và ở đây chúng ta thấy được cái cụm Domino nhỏ gọn dùng để đề máy và tắt máy rất nhanh. Bên cạnh là cái cụm tăng tốc của Domino cam màu đen. Và người chủ lên cái cụm cho đẹp nên cái phần chia ga cũng được giữ nguyên zin. Vì hành trình ga có thể được thay đổi không đáng kể. Còn ở bên phải là cái thắng của Rainbow Costa, mức giá khoảng 6,5 triệu một tay. Đây là phiên bản có piston phù hợp với đại đa số các dòng xe ở dụng cho mình cái heo dầu từ 2 đến 4 bit tới xứng. Tính cùng ở phía trên là cái chiếc bình dầu Rainbow trong suốt. Cái cụm để con giúp em phiên bản là công nghệ kéo cáp. Cái dòng sản phẩm này cũng đến từ Ý, có cấu tạo từ nhôm an toàn nên giá trị của nó cũng phải hơn bậc của một tài. Xung quanh được làm đẹp bằng chìa ốc kim nằm, điện phân hơn rất nhiều cho màu sắc và những cái công tắc trái cũng là của Domino, cụ chung carbon, bao tay active. Riêng cái phần dây chân trước khá ấn tượng của chúng tôi, cái phần dây dầu heo đỏ đi cùng với con heo dầu là phanh đầu 4 bit đế xứng để tạo ra cái sự to lớn cân đối. Cái phần đĩa thắng được tháo từ cái chiếc phần lớn được tinh chỉnh lại làm cái lồng đĩa phù hợp với 6 đầu ốc của cái mâm Sonic 105 5 cây. Cái phần đĩa sau là của thương hiệu 128 Racing, kích thước là 220 đi cùng cái lồng đĩa vàng tán đỏ tạo thành một cặp với cái phần đĩa trước của con xe. Heo dầu bản độ này sử dụng chính là cái dòng phanh đồ màu sắc như là heo trước, nhưng cấu tạo tế hơn chỉ có 2 bit để xứng. Cái ống xả cũng vô cùng đặc biệt, một ít chiếc Sonic 110 nào sử dụng chính là cây khẩu bô L9 cực kỳ đẹp, nhỏ gọn. Khi lên xe không lấy quá nhiều diện tích, nhưng ngược lại có trọng lượng rất nhẹ, âm thanh rất uy lực và đẹp hơn khi người chủ đi cùng bức cổ bô Titan hai khúc. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lần nữa cái con Sonic rồi đẹp nhé. Clip phong cách hồng cánh sen độ vội vàng. Cái con Honda Clip 100i là một chiến binh nhập khẩu từ bên Thái Lan về, rất đẹp và ấn tượng. Một cái chó đèn trước rất thành thổ khoa cách, đi cùng nhiều đồ chơi đầy thương gia. Tổng thể em ấy nâng cấp cho mình một phong cách là hồng đen với những họa tiết xám có thể thao. Không được tác động quá nhiều về cái phần trên, người chủ của cái chiếc clip đợt này chủ yếu hướng như lọt đồ chơi ở phần dạy chân để cho nên khác lạ, cá tính hơn cũng như nâng tầm chiếc xe. Phần tối thắng của Rainbow Blitz Poly, bình dầu của 5G Mini cũng tăng active. CRC Playline sẽ là cái phần tối thắng trái của con clip đợt hôm nay. Cái cặp cù chung Titan với những họa tiết CNC sắc nét. Phần đĩa thắng trước quá đơn giản, không làm hài lòng được người chủ, lên cái đĩa của Rakotex 2.5, một lựa chọn mà người chủ nhắm tới cho cái con clip đầy sang chảnh hôm nay. Cùng với con heo dầu Rainbow Blitz hai cái xứng, cái dầu da phơ sinh dương. Bánh cầm cứng cáp hai bằng bánh cầm với cái niềm nhôm của Excel 14 inch cho xe khi nhẹ nhàng. Phục Hollin bình dầu rời cơ bắp với gam màu vàng khá đặc trưng, một hiệu ứng từ cho Âu. Cổ xe cũng được thay đổi chỉnh chu với cái sự hầm hố của dàn chân tiết kiệm Michelin Ship Pro. Hết tạo quy lực hơn chiếc bên ngoài ống xả hầm hố hiệu từ Grand Turismo. Theo người chủ chia sẻ thì cái dịch áo full của con clip mới này chứ không sơn hết hoặc đổ lại, đủ thấy cái sự chịu chi từ người chủ thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.